Xin chào ông bà cô chú ơi. Chào ông bà cô chú. Hồi ông bà cô chú ăn cơm đi. Ông bà cô chú ăn cơm. Hello cả nhà. Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, an lành và hạnh phúc nhé. Hôm nay thì có món phá lấu. Mời cả nhà ăn chung với hai mẹ con em nha. Anh thì C ha, mời ông bà cô chú đi. Hi, chào ba cái Mời chú. ông bà cô chú. Mời ba cái chú. Ok. Mời cả nhà uống miếng nước nha. Phải ăn miếng cơm cả nhà ơi. Sáng giờ là luôn làm, đói bụng chưa ăn cơm. Ăn đi ăn đi, cơm của con nè, không có con rồi nấu xin phép cả nhà ăn cái này phải dùng tay mới được cả nhà ơi. Mời cả nhà nghe, phá lấu giò heo. Cái này làm nó vừa ăn này, cũng không cần chấm cả nhà, tại em làm nước tương để chấm dưa leo. Mời cả nhà ăn với em nha.
cay dữ nha. Lâu lâu ăn món phá lấu này ngon cả nhà, ngon quá. Tiết bỏ cái da, không bằng cái da. Theo làm á, biết làm cái gì thì cũng bắt bỏ cái da cả nhà, không có tặng cái da được. Màu xanh nè, tưởng đâu nó không cay cả nhà, cay quá chừng luôn.
Have you tried it once? Không. Xong anh Điền thôi, anh Điền nó đâu có biết ăn mấy này con chú. Da này bỏ. Thì quay vô đông lại đi. Đây em không biết. Em sợ sớm. Em sợ sớm. Ừ, em giỏi. Em sắp xong rồi. Có. Mà bỏ tiếp ăn. Cái này phải lâu rồi. Ăn không không á, tiếng không có ăn cơm đâu. Mà bữa nay đói bụng quá, từ sáng giờ đi chợ về rồi làm đồ ăn nữa. Đói bụng lắm cả nhà. Nên là phải cho miếng cơm. Lấy ra đũa này. Em xong. Em xong hả? Em nhỏ lắm nha. Em xong rồi thôi, vậy mình bye ông bà cô chú nha. Xong. Mà bye bye cô chú xong mà ăn. No. À, cả nhà ơi, à, em cũng no rồi, tới đây em ngưng nha. À, cảm ơn cả nhà đã xem video của Tiết. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Anh đi say bye ông bà cô chú đi. Bye bye cô chú. Bye bà cô chú. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của hai mẹ con Tuyết.
Cảm ơn cả nhà. Bye bye, anh sẽ bay. Bye bye ông bà cô chú. Hẹn gặp lại ông bà cô chú. Anh này xe đấy, xe hẹn gặp lại ông bà cô chú đi. Hẹn ông bà cô chú. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại bà cô chú. Ồ vậy à, lúc này nói tiếng Việt đỡ rồi đó cô chú ơi. Ok, em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn cả nhà.